này mới gây thương tích nặng kia kìa, cũng sống hiệp hội như chị vậy đó. Cho mấy nhát vô đây nè. À, tại vì mới đâm kia mấy nhát cho nên vợ trên đây cũng sợ, muốn có 2 triệu về thăm ba má mà không có tiền. Mới tù về kiếm việc làm khó khăn quá à. Cái này giấy mới ra chạy của em, chị xem xét rồi cho thằng em này hoàn lương được. Nhưng mà tôi cũng nói với anh nhiều lần rồi, là chỗ tôi đủ người rồi nên là không có tuyển thêm người nữa. Anh muốn xin việc thì đi tìm chỗ khác đi. Thì thằng em này làm gì cũng được mà ba, cái việc giặt giảnh, shipper hay là bưng hàng bưng bê hay là bảo vệ ngoài kia cũng được mà chị. Nhưng mà chỗ tôi kinh doanh nhỏ thôi à, nên là chưa cần mấy đó. Anh muốn làm việc á thì anh tìm mấy chỗ kinh doanh lớn hơn đi. Em cũng hỏi mấy chỗ mà không có cho người vô làm chị ơi. Thì em quan sát bên cái tiệm của chị thiếu nam nhân viên cho nên em mới qua ứng tuyển chứ. Quan sát? Anh quan sát chỗ tôi để làm gì? Đâu có, cái này là vậy như em kiếm việc làm cho nên em coi bên đây thôi chứ sao quan sát gì chị. Nhưng mà tôi cũng nói với anh rồi, là chỗ tôi đủ người rồi, anh muốn tìm thì đi chỗ khác tìm đi. Thôi được rồi, xã hội giờ sao mà lãnh cảm quá vậy ta. Bây giờ thằng em này nó muốn hoàn lương, nó mới ra tù mà cũng cho thằng em này hoàn lương nữa là sao trời. Khó hoàn lương quá ta. Thôi á, vậy chị cho thằng em này xin miếng nước được, khát quá. Thôi để em vô lấy nước. Không, anh làm gì vậy? Anh làm gì tự nhiên đi vô nhà tôi làm sao? Anh có tin đó tôi báo công an không? Xin miếng nước mà làm gì căng thẳng như bà chị hả? Con người sống hẹp hòi vậy, muốn báo công an gì báo đi. Thằng này ra tù vô khám liên tục không có sợ ha. Mới hôm trước á, này mới gây thương tích nặng kia kìa, cũng sống hẹp hòi như chị á. Cho mấy nhát vô đây nè. Giờ bà chị không cho việc làm còn không cho nước, giờ sao ta? Chắc giống kỳ quá. Cậu ở đây đi, tôi vô lấy nước cho cậu. Nè, nước nè, cậu uống đi. Cảm ơn nha. Ướt hết rồi. Sao thái độ bà chị kỳ quá vậy hả? Vậy tôi đi vô lấy ly khác cho anh cũng được. Thôi. Bây giờ vậy, hay là bà chị đưa tiền đi, để anh em này ra ngoài uống nước cũng được. Ý anh là sao? Là chị cho tiền này đi ra ngoài uống nước. Mấy này đói quá, ra tù chứ có việc làm nữa nha. Nhà chị có con nhỏ hả? Không biết con nhỏ không có mẹ hay sao hả ta? Bây giờ cậu muốn bao nhiêu cậu nói đi. Thì 500 triệu rồi chị ơi. Nè, cậu cầm rồi đi đi. Tôi còn đóng cửa tiệm nữa. Phải chứ ai cũng tử tế với chị thì cái cuộc sống này màu hồng, xã hội này nó phát triển dữ lắm rồi. Thôi, thằng em này chúc chị buông vai bán đất nha. Anh ơi, anh thông cảm. Quán tới giờ đóng cửa rồi anh. Em không tới đây uống cà phê. Em biết quán đóng cửa chứ. Em mới gặp chị để em xin việc làm. Tại giờ thời gian chị mới rảnh. Vậy hả? Hay là ngày mai anh quay lại đi. Buổi sáng hay là buổi trưa gì cũng được. Lúc đó chị chủ quán có nhà rồi anh nói chuyện. Chứ em chỉ là quản lý thôi à, em đâu có biết được đâu. Ủa, chị nói sao hả? Chứ em theo em biết là quản lý cũng ok lắm. Chỉ cần quản lý ok một cái là chủ ok à. Đâu có đâu anh. Với lại tới giờ em đóng cửa rồi, không có tiện nói chuyện. Anh thông cảm giùm em nha. Thôi bây giờ em vô vấn đề nhanh luôn ha. Em giới thiệu, em là Trung Việt, vừa mới ra tù nè. Cái giấy mới ra tù của em á, em muốn xin một cái công việc nào đó để kiếm đồng lương qua ngày thôi. Việc gì em cũng làm được hết á, tay chân hay đánh đấm hay đòi nợ gì cũng được hết á chị. Anh, ngày mai anh quay lại giùm em được không? Em cũng chỉ là làm công ăn lương thôi à. Không nhận thì nói mẹ nó không nhận đi. Sao nói tai nghe quá hả? Tại vì anh xin việc kiểu vậy em khó xử lắm. Thôi được rồi, không nhận thì cho xin 2 triệu về quê được. Em không có tiền. Tại vì mới đâm kia mấy nhát á, cho nên vợ trên đây cũng sợ, muốn có 2 triệu về thăm ba má mà không có tiền. Bây giờ em sợ lắm chị, nhiều khi em làm càng đó chị. Nè, anh mà làm bừa tôi báo công an đó. Báo rồi, báo kịp không? Chân ở tù ra sao hèn quá vậy? Cầm cây dao đe dọa người phụ nữ, cảm thấy nhục hả? Mày lại. Tao là chính nghĩa, cũng là chủ của cái quán này. Mày muốn xin việc á, phải đợi tao về chứ. Cũng may là chị về kịp á, chứ chị mà về trễ một xíu nữa chắc nó đâm em thiệt luôn á. Lúc nãy chị đã thấy nó lảng vảng ở khu trọ nhà chị rồi. Chị cho người theo dõi, ai về là cái thứ xin việc đều rồi dở trò cướp cạn. Mày á,
Đàn ông xích dài dai rộng, không tìm việc tử tế đàng hoàng mà làm, mày đi cướp bóc như vậy. Mày thích khoe chiến tích mày đi ở tù không? Mày tự hào lắm hả? Dạ không anh chị ơi. Thật sự là em có đi tù thiệt, nhưng mà em ra đây em có việc làm, em bận cùng em phải làm vậy đó. Mày chấm miệng đi. Tại sao mày không muốn quay đầu thôi? Bây giờ tao đem mày vô trở lại trong tù để cho mày viết thêm CV đặc sắc hơn. Đưa nó đi. Dạ. Công nhận chị ngầu ghê luôn á. Chị, hay là chị nhận em làm đệ tử đi, làm đàn em gì đó. Để khi nào mà em bị ăn hiếp cái có sẵn chị, cái chị giải cứu em luôn. Câu này sao nghe quen quá. Thôi trễ rồi. Với lại sau này cẩn thận, dọn sớm sớm tí xíu.